Các vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Kiev vào rạng sáng ngày 9 tháng 5 trong khi Ukraine cáo buộc Nga tập kích một số thành phố ở nước này. Cảnh báo không kích đã được ban bố tại Kiev từ 4 giờ 4 sáng giờ Moscow. Cảnh báo không kích cũng được ban bố ở 14 khu vực của Ukraine. Reuters đưa tin, các cơ quan khẩn cấp Ukraine đã phát báo động không kích ở Kiev và hầu hết khu vực ở miền Trung và miền Đông Ukraine vào rạng sáng ngày 9 tháng 5, kéo dài từ thành phố Vinnytsia ở phía Tây tới tất cả các khu vực phía Đông và phía Nam, đến vùng Kherson và Odessa trên Biển Đen. Vào tối 8 tháng 5, giới chức quân sự Ukraine cho biết Nga đã tập kích các mục tiêu tại tỉnh Kharkov. Chú ý, cư dân ở thành phố Kharkov và tỉnh Kharkov, đối phương lại tấn công. Đừng bỏ qua các cảnh báo không kích. Hãy ở trong nơi trú ẩn, Oleh Sinihubov, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kharkov, thông báo. Theo truyền thông địa phương, một số vụ nổ đã được ghi nhận ở thành phố Kharkov. Vào 21 giờ 44 tối 8 tháng 5, cảnh báo không kích đã được ban bố trong khu vực. Trong ngày 8 tháng 5, quan chức Ukraine xác nhận các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào quận Pavlovsk ở tỉnh Dnipropetrovsk. Quân đội Nga đã phóng tên lửa vào quận Pavlovsk. Hai vụ nổ đã xảy ra ở Metavik. Đối phương có thể đã triển khai tên lửa Iskander, Serhilizak, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Dnipropetrovsk, thông báo trên Telegram. Trước đó, trong đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8 tháng 5, nhà chức trách Ukraine lên tiếng cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích đường không quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev, thành phố cảng chiến lược Odessa cùng một số khu vực khác của nước này. Các máy bay không người lái UAV cảm tử cùng tên lửa hành trình phóng đi từ Biển Đen đã được huy động để tập kích các thành phố lớn của Ukraine trong đêm. Còi báo động cùng nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại các thành phố Kiev, Odessa, Kherson, Kharkov và Mykolaiv của Ukraine. Quân đội Ukraine xác nhận tại thủ đô Kiev, 35 UAV cảm tử xá do Iran chế tạo đã được Nga sử dụng. Tuy nhiên, toàn bộ số UAV này đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Ngoài ra, Ukraine cáo buộc Nga phóng thêm 16 tên lửa vào các mục tiêu của nước này trong đêm 7 tháng 5. Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, hôm 8 tháng 5 cho biết các lực lượng Nga đã hạ hơn 380 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê, phá hủy một xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 6 phương tiện, một pháo tự hành Acacia, 2 lựu pháo D-20, một lựu pháo D-30 ở mặt trận Donetsk. Cùng ngày, Nga tuyên bố phá hủy 2 kho đạn của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và tỉnh Zaporizhzhia. Ngoài ra, các hệ thống phòng không Nga phá hủy 15 máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine trong một ngày. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Nga đã phá hủy 418 máy bay chiến đấu, 230 trực thăng, 4.042 máy bay không người lái, 421 hệ thống tên lửa phòng không, 9.033 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.096 hệ thống rocket phóng loạt, 4.764 khẩu pháo giã chiến và súng cối, cùng 10.059 đơn vị phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine.